Xin chào các bạn đã đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ tìm hiểu kết nắp đã đi đâu và đã bị gì nha các bạn. Tất cả video này Ship sẽ tìm hiểu về kết nắp cũng như là những phân đoạn có kết nắp các bạn. Và nếu các bạn muốn Ship tìm hiểu gì thêm nữa thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho Ship biết nha. Like video, đăng ký kênh của Ship để theo dõi những video mới nhất về Poppy Playtime phần 3 nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng vào phân đoạn cuối trước nha. Phân đoạn mà kết nắp bị 1006 tiêu diệt các bạn. Lấy pin bỏ vào thôi. Có con kết nắp nào ở đây không? Ồ, có một con nè. Bây giờ Ship sẽ cho các bạn xem con này gần hơn. Bình thường mình không có lại gần được các bạn. Ship bay ra cái đã. Đó. Đây là kết nắp Nightmare ác mộng nha các bạn. Toàn xương không à. Với lại cái miệng nó dài ra các bạn. Nó có đem một cái dây chuyền. Ôi, hai con các bạn. Không chỉ một con mà là rất nhiều con kết nắp khác. Con thứ ba này các bạn. Còn một con trên ống hông gió nữa các bạn. Là bốn con. Nó xì bam ra bốn con để tiêu diệt mình nhưng vẫn không tiêu diệt được. Thế mới ảo chứ. Hết rồi các bạn. Bốn con tầm đó. Cục pin. Ok. Chết mày đi kết nắp ơi. Ơi đây rồi. Chính là đoạn này các bạn. Đây. Kết nắp xem 1006 xuất hiện như một vị thần các bạn. Ở cái bàn tay màu xanh của mình kìa. Ui. Như 1006 nói là không, ta sẽ làm một con kết nắp khác. Mày thật là vô dụng. Ôi, đi theo nó này các bạn. Xuất hiện với ánh sáng giống như vị thần vậy. Ồ, tới đây biến mất rồi các bạn, không có gì hết. Wow. Không có gì hết các bạn. Kết nắp cũng biến mất luôn rồi. Mấy con khác cũng biến mất luôn rồi. Wheel. Ok, đây là phân đoạn đầu tiên mình vào nha các bạn. Lúc mà kết nắp quăng mình xuống cái lỗ. Đi thôi. Đoạn này nó đã xuất hiện rồi nè. Tại mình không để ý. Ok. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ui, đây. Đây các bạn. Các bạn thấy cái đuôi của nó không? Chính xác là như vậy, nó đó các bạn. Bây giờ Ship sẽ bay ra để xem kỹ hơn nha. Kết nắp này không phải là kết nắp ác mộng các bạn. Kết nắp này bình thường. Mặt vẫn bình thường. Như mấy con Smiling Creature. Mấy con Smiling Creature chỉ có mỗi con kết nắp là to thôi các bạn. Mấy con kiểu con voi, con hổ đồ, nó nhỏ các bạn. Kết nắp này còn chưa bất ổn. Ok. Xong phân đoạn này nha các bạn, nó có lông nè. Tiếp tục là phân đoạn này. Đó, phân đoạn trong cái nhà mà lúc mình bị hít khí ga các bạn. Home Sweet Home á. Phải không ta? Đúng rồi. Nó nè, nó đi vòng vòng trong cái nhà này. Đó. Ôi ơi, xương sẩu không à các bạn. Với cái phân đoạn mình nghe điện thoại nè. Đó. Quay lại thấy nó nhìn. Đầu. Wow. Tối thế nhờ. Cái mặt của nó nè. Ghê thiệt chứ. Nó mà đứng lên chắc cao hơn cả Huggy các bạn. Tay dài hơn cả Huggy luôn á. Ủa sao hai con dữ vậy? Ok, nó đã biến mất rồi các bạn ơi. Tiếp thôi. Đây. Chính diện luôn rồi các bạn. Đó. Bây giờ Ship sẽ đi ra xem thử nha. Cái gì mà tối thui vậy trời. Không thấy gì hết. Ship sẽ bật thêm đèn cho nó sáng tí. Thấy rõ mặt của kết nắp các bạn.
Đó, thêm ánh sáng đây tí các bạn. Trời, nó có mấy cái đường may giống như là nối ghép vậy á. Hớt ghi ship đâu có thấy mấy cái đường may như vậy đâu ta. Wow. Ồ. Ok. Xong rồi, cho nó đi đi các bạn. Nó biến mất. Tiếp một phân đoạn nữa nè các bạn. Trong cái nhà này là gặp nó không luôn á. Mà sao nó lại không giết mình nhờ? Nó không giết mình từ đầu đi. Chỉ có thể là game các bạn. Tự nhiên bắt mình rồi quăng xuống đây để tiêu diệt nó các bạn. Ảo thế nha. Ồ. Get Đây là cái phân đoạn ghê nhất nè. Đó. Nó ở dưới các bạn. Đây đây đây. Nó ở dưới đây nè. Nó sẽ xuất hiện ở đây. Giống như là một cái lễ gì đó. Ồ, PJ Book nè các bạn. Con PJ Book của phần 2 nè. Ui. Ui hất ghi. Giống như một cái bàn thờ đền thờ vậy các bạn. À đừng nói là Oli nói về cái đền thờ này nha. Hình như là nó đó. Kết nắp đâu ta? Đây 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 nó xuất hiện rồi nè. Người nó bị chắp phá. Ơi nó đứng được mà các bạn. Người nó bị chắp phá lum lum nè. Nó khác với mấy con khác các bạn. Sao vậy ta? Lúc đầu nó bình thường không ta? Mấy con nhỏ nhỏ ở dưới là Smiling Creature. Mấy con đi theo nó các bạn. Đúng kinh luôn đi. Ok. Vậy là chúng ta đã hết phân đoạn của Catnap trong Bobby Playtime Chapter 3 các bạn. Không biết ship có hiếu cái gì không ta. Không biết nữa. Rồi, nó biến mất rồi các bạn. Không biết là ship có hiếu phân đoạn nào không nữa. Nếu mà ship hiếu thì các bạn nhớ bình luận cho ship biết nha. Để ship xem lại nha. Ok. Hay thiệt. Không biết khi nào có phần 4 nữa. Chắc cũng lâu lắm các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu mấy cái bí mật đi. Vậy là ship tìm hiểu xong rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video tìm hiểu về catnap này của ship. Nếu các bạn muốn ship tìm thêm thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn sớm. Bye bye.